Những trích dẫn đáng suy ngẫm trong cuốn sách Sống thực tế giữa đời thực dụng. 1. Càng ngày, chúng ta càng ngại ngùng khi nói về ước mơ. 2. Chúng ta cố gắng kiếm tiền không phải vì chúng ta thích tiền, mà là vì không muốn đến với ai vì tiền, cũng không muốn chia tay ai vì tiền. 3. Thế giới này làm gì có đưa than ngày tuyết rơi, chỉ có dệt hoa trên gấm thôi. Bạn muốn được người khác dệt hoa trên gấm, trước tiên bạn phải là gấm đã. 4. Mọi sự tốt đẹp đều cần có sự chuẩn bị lâu dài. Mọi vận may đều đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ. 5. Con người sẽ trưởng thành 3 lần. Lần đầu là khi nhận ra mình không phải trung tâm thế giới. Lần thứ 2 là khi phát hiện ra dù cố gắng đến đâu vẫn có những việc cảm thấy thật bất lực. Lần thứ 3 là khi biết rõ có những việc bản thân không thể làm được nhưng vẫn cố gắng tranh đấu đến cùng. 6. Chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn, và chính bạn hơn ai hết phải nhận ra giá trị đó. 7. Khi bạn chưa đủ mạnh mẽ, cơ hội dù nhỏ nhất cũng không đến với bạn. Khi bạn đủ tài giỏi, bạn chẳng thể ngăn nổi hàng vạn cơ hội đến với mình. 8. Bởi không phải con ông cháu cha, nên phải liều mình cố gắng. Dù ở độ tuổi bao nhiêu, tôi đều cố gắng, vì tôi muốn trở thành người mà bản thân yêu thích. 9. Không cần biết bạn có muốn đi tìm sở thích, ước mơ của mình không, cũng chẳng cần biết bạn có hạ quyết tâm làm tốt công việc hiện tại của mình, hoặc kiên định khởi nghiệp hay không. Hôm nay, chính là ngày đầu tiên trong quãng đời còn lại của bạn.